Đấy, như vậy là trong cái bài thuốc tầm khá pale thì chúng ta đã có 3 cây thuốc, và đây là 3 cây thuốc chủ đạo không thể thiếu được của đồng bào người Dao ở Ba Vì. Đây các bạn này. Một, đó là cây tầm khá pêu. Thứ hai, đó là cây ngồng chan. Đấy. Và thứ ba là cây nhầm nhỏ nha, hay gọi là cây vú bò. Đấy các bác. Một cây là tác dụng, đó là tăng khả năng, tăng ham muốn, bồi bổ cơ thể. Đấy. Cái dây này các bác nhé, cái dây này chúng ta chỉ cần dùng độc vị của nó mà nấu với thịt gà. Đấy. Hoặc là hầm với chân giò sẽ giúp bồi bổ cơ thể. Đấy. Tức là một cây là giúp tăng khả năng này, tăng sức khỏe này. Còn cái cây này, đấy, lá bóng này, qua này, là cái cây tăng cái độ cương cứng. Đấy. Và tăng cái gân cơ, cái sức chịu đựng của cơ thể. Và còn cây này là nó chuyên sinh tinh, bổ huyết. Đấy. Và sự kết hợp của 3 cây thuốc này tạo nên những cái vị thuốc chủ vị trong cái bài thuốc tầm khá pêu của đồng bào người Dao, huyện Ba Vì. Thưa bác, hôm nay con đã chia sẻ cho bác 3 cái vị thuốc rất quan trọng trong bài thuốc tầm khá pêu, gồm có cây tầm khá pêu, hay có nơi người ta gọi là cây hồi sức, hồi lực. Thứ hai nữa, đó là cây ngồng chan. Và thứ ba, đó là cây vú bò. Thì ở địa phương các bác mà có đủ những vị thuốc này, các bác có thể là mang về sắc nó uống với cái liều lượng tầm khá pêu thì các bác lấy khoảng 15g, cây ngồng chan các bác lấy khoảng 10g, và cây vú bò các bác sử dụng 3g sắc nước uống trong ngày, hoặc các bác có thể là đem ngâm rượu. Còn bác nào mà quan tâm đến cái bài thuốc tầm khá pêu của người Dao, các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại con để trên màn hình các bác nhé. Còn bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.